Chào lại anh em ha, chúc anh em luôn khỏe mạnh ha. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu cho anh em xem, tham khảo một con máy. Máy này là máy chuyên để phun vôi phun phân, thổi lá, nó chỉ dừng lại đó thôi. Còn xà lúa thì cái thùng này thì nói chung là máy này đúng ra là nếu mà nó lớn, cái thùng nó lớn thì nó xà lúa vẫn được. Nhưng mà tại vì nguyên bản của nó về cái thùng nhỏ, cái thùng chỉ 10 lít thôi. Cái này thích hợp cho những người mà làm đất đồi rồi này kia, đất đồi dốc này kia, mang quẩy đồ khó khăn á, thì dùng rất là thích hợp, rất là ngon. Đó, anh em thấy máy đời mới. Nói chung là bề đời rất mới mà máy cũng mới luôn. Máy này khá mới. Đó, anh em thấy những cái tay nó là tay nhựa. Tất cả đều nhựa hết. Nó rất là nhẹ trong khi mình hoạt động. Nhưng mà công suất máy thì khá là mạnh. Anh em cứ xem kỹ hay mình quay kỹ chi tiết. Còn cái hàng nó là hàng chánh gốc nè. Anh em thấy chánh gốc của Maruyama. Đó, Maruyama đó là cái hàng chánh gốc của nội địa. Đó, của nội địa là của nước Nhật. Nó sản xuất xài trong nước. Toàn bộ là nước Nhật. Cái như vậy là anh em mà có biết, anh em mà có am hiểu về tiếng Nhật á, thì anh em nhìn cái này là biết của Maruyama rồi. Nói chung là nhìn cái chữ nó thì biết. Còn không biết thì mình chỉ theo cái kinh nghiệm thôi. Cái tiếng Nhật thì nói chung là thì cái đó thì nó không phải là tiếng phổ thông của mình. Nè, ở đây nó để tiếng Anh nè. Máy công suất chủ động cơ mạnh đó, nó tạm dịch là nói như vậy đó. Đó thì mình chỉ nói sơ bộ vậy thôi, nói chung là thật sự mình cũng không có rành về tiếng Nhật. Rồi. Thì anh em cứ xem chi tiết ha, máy này cũng là cái một trong những nhu cầu thiết yếu của nhiều người để xử lý vườn cây đồ này kia, bón phân. Máy này thì nó không có nặng gì, nó tầm khoảng 7-8 kg, khoảng 7-8 kg gì thôi. Lấy cây cần để lên thử coi cái này nó mấy ký. Nó rất là thích hợp, nói chung là mình thấy con máy này thì mình thấy là rất thích hợp cho những người mà lớn tuổi một tí muốn làm nông nghiệp. Con máy này thì mình bán tại cửa hàng cái giá 3 triệu nha anh em. Đó, cái giá này rất là tốt, máy cũng nói chung là nó thì anh em nói thì mình chỉ nói vậy thôi, còn anh em cứ phân tích nếu được thì anh em cứ xài. Để con máy lên cho anh em xem. Con máy này chính xác là nó là 9 kg. 9 kg thì những con máy lớn thì nó khoảng 12 kg, chứ con này thì nhẹ hơn nhiều, 3-4 kg gì đó. 9 kg. Rồi, những chi tiết rồi này kia, nói chung máy này nó chưa có mắc cái gì hết. Rồi mình cũng làm nhanh ha, mình cũng giật máy thử cho anh em xem. Dòng máy này dòng máy hai thì nha anh em. Mình thì mình nói với anh em cũng nhiều lần là mình ở Đồng Tháp đó. Cái đường liên của mình để cửa hàng của mình đó, nó có đường liên ở trong cái kênh YouTube luôn á. Thì anh em vô cái kênh là biết cái đường liên, nó chỉ cái địa chỉ tới cửa hàng luôn. Anh em nào muốn lại cửa hàng có luôn. Đó, nhiều anh em không dành về YouTube rồi hỏi ở đâu, nhưng mà bây giờ bất cứ ở đâu cũng được hết, quan trọng là uy tín. Đó, chứ ở đâu trong nước thì nó cũng đều gần nhau hết thôi. Đó, như vậy đó. Rồi để mình thử cái máy ra. Kêu chú đợi chút thôi tiếng. Mình thử máy cho anh em ha, máy đầu bơm xăng.
Đó, bơm xăng rồi kéo e lên cái mình giật thôi. Gió rất là mạnh, cái hơi máy này còn mạnh lắm, giật mà nó dội ruột tay á nè. Anh em vịn cho chắc, tay này nó trơn, mình mới vệ sinh cho nên là nó trơn. Máy thì anh em nghe đó, nó giống như cái máy mới thôi chứ không có khác gì. Em nào mà có nhu cầu xài ngay con máy này thì rất ngon. Rồi cái giá 3 triệu, anh em nào mà có nhu cầu thì gọi lại nói chuyện rõ ràng chính xác dùm cho mình ha. Thôi chào tạm biệt anh em, chúc anh em luôn vui vẻ, luôn khỏe mạnh. Rồi cảm ơn nhiều.